Trưởng cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc ngày 4 tháng 3 kêu gọi các lực lượng an ninh Myanmar chấm dứt đàn áp tàn bạo những người biểu tình ôn hòa và thúc đẩy quân đội phóng thích những người bị bắt bất hợp pháp kể từ cuộc đảo chính 1 tháng 2. Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc cho biết hơn 1.700 người đang bị giam cầm tùy tiện và rằng nạn bắt bớ ngày càng gia tăng. Trong số nạn nhân có 29 nhà báo bị bắt trong những ngày gần đây, một số bị truy tố về tội xúi giục chống đối hay tham gia những cuộc tụ tập bất hợp pháp. Có ít nhất 54 người bị cảnh sát và binh sĩ Myanmar giết hại kể từ vụ đảo chính, nhưng con số tử vong thực sự có thể cao hơn nhiều. Phát ngôn viên cao ủy trưởng Nhân quyền Liên Hợp Quốc bà Ravina Shamdasani nói trong một tuyên bố video dẫn ra những con số mà văn phòng đã kiểm chứng được. Bà nói quân đội Myanmar phải ngưng sát hại và bỏ tù người biểu tình. Bà cũng lên án việc sử dụng đạn thật chống lại người biểu tình ôn hòa trên toàn quốc với hàng trăm người bị thương. Binh sĩ và cảnh sát đã đục soát từng nhà một và bắt người. Một số người bị đưa đi giam biệt tích mà thân nhân không biết ở đâu, bà nói. Bà Shamdasani cho hay trưởng cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc thúc đẩy các giới chức Myanmar đang tham gia phong trào bất tuân dân sự hay ủng hộ các nỗ lực buộc giới chức lãnh đạo quân sự phải chịu trách nhiệm về các vi phạm nhân quyền nghiêm trọng qua các cuộc điều tra của Liên Hợp Quốc và những tiến trình tố tụng tại Tòa án Hình sự Quốc tế.